đã chết rất là nhiều người, thì chỉ có một người thì họ phải giết cái người kế bên để ăn thịt nha mọi người, đó là sự thật. Đây tiếp tục lên đường. Đây, trên đường mình đi tới Sand Dunes là gió lốc nha các bạn. Đây đó. Có cơn gió lốc nhỏ đang cuốn cát đưa lên kìa. Đó. Đây đây nha mọi người. Đây nè, đẹp chưa? Dễ thương ha. Đó, đưa cát lên đó. Nè. Đó, không biết mọi người có thấy không? Rồi, hồi nãy Lâm Vân được đưa các bạn đi coi đá, những cái núi đá rất là hùng vĩ đẹp. Và bây giờ bắt đầu mình tới mình coi cát nha các bạn. Cát trên sa mạc gọi là Sand Dunes. Chuẩn bị tới rồi. Sand Dunes là những đống cát đó. Những đống cát mà nó đùn lên đó. Nó đưa lên nó thành giống như cái núi mà núi cát vậy đó. Đó là cái gió nó họ đưa vô đó. Xa xa ở bên đó đó nha. Có người kìa, có người, tí mình sẽ tới nè. Bây giờ mình đang bắt đầu vô nè. Rồi, đi chơi cùng với Lâm Vân nha. Coi đá đây, xong rồi coi cát nha. Đây, Sand Dunes. Sand Dunes nè. Đó. Rồi. Đó, đây là Sand Dunes nè. Cái chỗ nó gọi là Sand Dunes nha mọi người. Đó. Nó lúng nha các bạn. À, lúng hả? Lúng. Đó, thì đây là bên sau của Thúc Lều Lý Tưởng là những đống cát nha. Thì nó chỉ đó. Thì tí nữa mình sẽ đi bộ tới thì coi cát như thế nào nha. Rồi. À, đây mọi người, đây mình đã tới rồi nha. Thì đây là cái chỗ cái bảng nó để này. Đó. Chỗ mà là Sand Dunes này. Đây. Thì giờ phải lội vô trong thì mới tới cái bãi cát nha. Cát không đó. Đó, nguyên một dãy cát rất là đẹp nha mọi người. Thì bây giờ Lâm Vân dắt mọi người đi vào trong sa mạc nha. Đó. Thôi Thúc Lều Lý Tưởng đi kìa. À, cái đá bự nhưng mà giữa những cái đá đó thì có cát nó rất là mịn. Nó lúng á, cho nên cẩn thận chứ không nó bị chật lên á. Nó mịn lắm. Đó, người ta đi vô cũng rất là đông nha. Đó. Thì hôm nay mình đi mạo hiểm ha. Đó, đi ra coi cho biết nha mọi người. Đây, đi vào sa mạc. Ồ, nó lúng nha, cái cát nó mịn lắm. Ồ, dưới cái cát nó có cái gì mà màu trắng kìa đó. Đó đó, em rờ thử coi, nó phải cát không? Đó. Đây hả? Ừ, phải cát không? Wow. Ồ, cát đó mà nó form cát lại. Cát mà sao cứng vậy ta? Thì có nước nó động lại đó. Đó, đó cát mịn quá. Cát này, mà sao cái này cứng nè? Ừ thì nó có nước á. Có nước á. Ôi nó. Đây, lên trên này thì cứng này. Xuống đây thì mềm này. Wow. Lên này cứng xuống thì mềm. Nước hết vô hết trong giày á. Trời ơi. Wow. Đẹp quá. Đẹp lắm nha. Mệt. Ồ, nhưng mà đi mệt lắm nha mọi người, bởi vì cái cạn nó lúng á. Mình đi nó bị trượt á. Wow. Quá trời. Nè. Hay đi vô tuốt trong kia nữa không? Đi không nổi không? Sao đi nổi vậy? Đó. Không nổi. Dạ lạnh. Này nha. Nó có cái shape của nó nè. Cái gió đó, cái đó là cái gió giống như là sóng biển ha. Wow. Cát mịn mà nó nóng lắm nha các bạn. À. Nóng lắm nha. Tại vì trời nắng á. Yeah. Wow, mình quá. Túc Lều Lý Tưởng giống như là đứa bé mà mới lên ba đó. Gặp cát là chơi cát. Thường mình là chơi cát ngoài biển. Nhưng mà chơi cát xong sa mạc. Dạ, chơi mạc. Này có chơi, những cái cục đá này. Đó, chơi này. Cát trên rừng nhỉ. Công nhận. Hay ha. Đẹp quá, cát nóng lắm. Ồ, cái này mà thay vì phải đi massage. Trời ơi, cái này chui vô cát lắp lại xuống biết mấy. Làm liền đi. Nói sao nghe giống như thiệt vậy. Đó, vô nó cháy không còn cái gì luôn. Nói vậy không. Mục đích là để cháy đó. Ê, đây có cái đường lên này. Ô đây nè. Đây là giống như là có nước nha. Có nước cái đất sét á, nó form lại đó. Đó nó màu trắng đó này. Đất sét. Sét đó. Nó là cục những cục sét này nó bể ra này, họ gậy lên này, nó dưới nó là cát không?
cái cục đất sét nè. Đó, khơi ra nè. Nhưng mà đập nhỏ ra thì nó là thành cát, cát mịn á. Khơi ra, ở dưới là cát mịn. Ô. Đó. Cái này nó cũng mịn bột thì luôn. Thì đó, bột đó, nó cát mịn đó. Cát mịn. Cát này mình rờ mình. Cái nghĩa là cái này là nó rất là mịn rồi, bây giờ nó form lại, nó dính lại với nhau. Đó. Ừ. Đó. Trời ơi. Thời gian hao xoáy mòn của thời gian đó. Wow. Đó. Coi kìa, tôi túc lèo đi tưởng nhìn giống như là đứa bé mới lên ba gặp mình đồ quá, chơi. Mình quá, wow, đã. À. Trời, đã quá. Bỏ tay nha, tí nó không có nước rửa đâu nha gái. Quá đẹp luôn. Ô, còn cái cây đẹp chưa kìa. Chạy không nổi đâu nha. Đẹp quá luôn á. Lại lên dốc á. Thật sự quá tuyệt vời. Đường này giống đường hàng mặt tử không? Bậy nữa. Hàng mặt tử. Hàng mặt tử đi. Đây nè, đây nè, tới cây, cây chụp nè. Cái mây nằm chụp mây tắm. Đây nha mọi người, thật sự bao la bát ngát luôn á, mình đi không có nổi đâu. Mình đi chỉ một cái phía ngoài, thêm một góc nào đó thôi. Rất là lớn nha. Nhìn vậy chứ mà đi hoài không có tới đó mọi người. Nó có vàng này. Cái đó cái ống ảnh ấy thôi, cái ống ảnh của cái đá đó. Vàng. À, có chân thú đi nha. Đây là nốt chân của những cái con thú này mọi người. Đó, thấy không? Đây. Có thú này. Gà. Đây, đó, thằng lằn hoặc là con gì đó. Có như hai nốt chân khác nhau nha. Cái này là thằng lằn lớn, thằng nhỏ hay là con gì đó. Nó ở trong cái bụi cây này. Thì cái bụi cây này nó có cái bóng mát đó. Nó sẽ làm tổ, nó trốn ở đâu dưới cái gốc cây. Mình slide xuống. Đó. Thì đây. Trời ơi. Tính sát đây là có một cây. Ôi trời ơi. Cây này nó là giống như cây me nha mọi người. Nhưng mà nó có gai nha. Đó, cây này này. Nhìn như ngoài đây nó có gai. Đó, đây rất đẹp nha. Đứng mình đứng trên này mình cái đồ thì mình quay xuống cho mọi người thấy này. Đó, quá đẹp luôn, tuyệt vời nha. Đó. Đó, đã chưa? Trời ơi, nó còn bao la ra tuốt, có người ra tuốt kia kìa em, thấy không? Hai người kìa. Để mình chỉnh thử coi kìa, có thấy không? Bên đó. Kia nữa đâu kia, tuốt ngoài kia kìa. Đâu? Yeah, no. Bên hai người. Hai người. À, không biết là mình zoom là có được không, bởi vì vô đây nó tối lắm nha mọi người. Đó, nắng quá. Đó, rất là xa nha. Chạy nè, 1, 2, 3, chạy xuống đó. Quá đẹp luôn. Đó. Ai túc lèo lý tưởng là quậy lắm. Nhìn vậy chứ mà vẫn còn là con nít lắm mọi người. Nhưng mà thấy đó, coi. Bỏ tay luôn, thấy không? Đó, đó, thấy không? Đó. Đấy. Sắp sửa có cháu nội cháu ngoại rồi mà còn phá rồi, chạy luôn rồi, không thấy mặt mũi đâu nữa rồi, bỏ lâm rau lâm già lại đây rồi. Bỏ tay luôn, thấy không? À, đó, coi kìa, quá tốt bên kia rồi kìa, đó. Thấy không? Đó, thấy không? Bỏ tay luôn đó. À, đó, một chút chia sẻ về cái chỗ Death Valley nha, là thung lũng chết nha. Đó thì nó có một cái bãi cát rất là lớn nha. Đó thì cái chỗ này giống như là có gió xoáy đó, nó đưa những cái bụi cát tới đây rồi nó thả lại đây. Đó, bởi vì gió nó không có đưa đi ra được, bởi vì xung quanh có núi đó, cho nên gió nó không có ra được. Đó, cho nên là nó bị nghẹn ở đây. Thì bây giờ Lâm Văn lúc đầu cũng nói là tại sao nó gọi là Death Valley nha. Thì cái tiểu sử của nó là một 49 người đi tìm vàng, đi đào vàng là ở bên California, thì họ đã đi lạc vào trong cái dãy núi và cái vùng này là lâu lắm rồi, là 1800 là mấy trăm năm rồi, 200 mấy chục năm rồi. Đó thì họ đi lạc vô đây, thời đó là đâu có xe có gì, họ đi ngựa và đi bộ, thì họ đi lạc vô đây và đã chết rất là nhiều người, thì chỉ có một người sống sót là về kể lại,
thì họ muốn sống thì họ phải giết cái người kế bên để ăn thịt nha mọi người. Đó là sự thật, mình đọc trong cái tiểu sử. Nếu các bạn không tin thì đọc lại, search là cái Death Valley thì đọc lại cái tiểu sử đó. Có nghĩa là cái anh ta là phải ăn thịt gọi là đồng loại để mà sống, để mà đi ra khỏi. Thì khi anh ta đi ra khỏi thì anh ta mới nói một câu là thôi tôi chào tạm biệt Death Valley. Đó là thì cái tên đó nó sẽ đặt ra được là từ đó là cái Death Valley nha. Đó, còn chút lẹo lý tưởng mang cái gì tới nữa kìa. Trời ơi, dơ giấy dễ sợ luôn. Cát khác nhau. Đâu? Hai loại sen này. Đâu? Sen over there. Ồ, cát này là cát nhỏ hơn ha, đen. Oh, đen hơn này. Cái bên này mịn mà. Thả xuống. Wow. À, đây. Thấy không? Hai màu khác nhau. Hai màu. Coi này, cái này nó to hơn. Dạ, yeah, hột to hơn giống như hột muối tiêu ha. Ừ. Còn cái kia thì nó mịn hơn. Ừ. Oh. Đó. Không phải là chỗ nào giống nhau đâu. Dạ, yeah, thì Lâm và Vân chỉ quay tổng quát sơ thôi nha. Dạ. Yeah. Chứ mà đi hết mà quay hết cái này thì không hết biết đến bao giờ. Đó thì Lâm Vân chia sẻ một chút xíu về tại sao có cái tên là thung lũng chết nha. Đó thì vì có những người hồi xưa ta đi tìm vàng, bởi vì hồi xưa đó ở bên Cali có một cái dòng sông là nó có vàng nhiều, cho nên nhiều người đã chết về đi tìm vàng. Đó, mà những cái người này, 49 người này đã trên đường đi tới để Cali, là tiểu bang California đó, để đi tìm, mà họ lạc vô trong cái thung lũng này và cuối cùng hết đồ ăn, hết nước uống, rồi họ phải ăn thịt đồng loại. Đó có nghĩa là phải nói chung là mình nói cái câu mà ấy, thì cùng trong nhóm để mà sống, thì khi đi ra anh ta đã sống và đặt cho cái tên, bởi vì anh ta ngoái trở lại nhìn lại và anh ta nói là xin tạm biệt cái thung lũng chết này, thì từ đó đã đặt cái tên là thung lũng chết nha. Nhưng mà hồi đó gọi thung lũng chết nhưng mà bây giờ là thung lũng sống nha. Bởi vì bây giờ bao nhiêu người tới này để mà coi, thật quá tuyệt vời, đẹp quá. Rồi một chút chia sẻ về cái bãi cát nha. Đây nè mọi người. Đó. Đó. Nó giống như cái mày mà giống màu vàng đó, đó vàng đó, thấy không? Đó nó gió mà nó bay hết cái cát, nó đụng lại cái vàng lại đó, đây này. Đó. Nó kêu cúc vàng á. Cúc vàng đây này, đó. Này chắc bữa nào mình qua đây sống, mình đi ấy vàng đi. Đi tìm vàng. Thì cái vàng nó nặng hơn, gió nó hút hết cát đi rồi, bây giờ nó còn chừa lại đây này. Đó. Đây, ống ánh này nhiều lắm. Đây này, đó. À, không biết mọi người trong cái có thấy rồi, đây này, nguyên một kia. Vàng này chảy từ Cali qua. Ồ đây nguyên mấy này, hút này, hút về đi. Đó. Ừ, vàng chảy từ Cali qua. Đó, đây này. Đó. Wow, nè nó đọng trong những cái khe đá đó mọi người. Đó thì có những cái gió nó mạnh thì nó bốc hết đi rồi. Còn để lại những cái nào nó nặng thì nó còn để lại. Quá trời này. Hay ha, chút chia sẻ cho mọi người thấy thôi. Đó. Và bây giờ mình đi đâu? Đi biển muối hả? Yeah. À, có nghĩa là nó có một cái chỗ là bad water, nó gọi là bad water. Ok rồi. Mọi người tiếp tục.